Võ tướng Văn Thần, Việt Cố Khâm Sai. Chưởng Trung quân, Bình Tây Đại tướng. Quận công Nguyễn Văn Thành. Ông, gốc Gác, xứ Thuận Hóa, phủ Triệu Phong, huyện Quảng Điền, tổng Phú Ốc, xã Bác Vọng. Cụ tổ là ông Nguyễn Văn Toán, đem gia đình vô năm lập nghiệp. Ông nội là Nguyễn Văn Tính, chuyển đến xứ Bình Hòa. Cha là Nguyễn Văn Hiền, dời Vô Định cư hẳn ở đất gia định. Khi lưu thủ Dinh Long Hồ là Tống Phước Hợp, cùng cai bạ Nguyễn Kha, chiêu mộ quân Cần Vương. Ông Nguyễn Văn Hiền đem hương dũng sĩ theo tổng quân, giữ chức cai đội, quản bộ binh tiền chi. Trong trận chiến ở Hòn Tam Sơn, quân Tây Sơn với quân chú Nguyễn giáp chiến, ông Nguyễn Văn Hiền tử trận. Ông Nguyễn Văn Hiền, trước làm cai cơ, được kiến tặng làm chưởng doanh, thờ vào đền Hiển Trung và miếu Trung Tiết Công Thần, cấp phu coi mộ. Ông Nguyễn Văn Thành, có trạng mạo đẹp đẽ, tính trầm nghị, thích đọc sách, có tài võ nghệ, trước theo cha ứng mộ tòng quân. Lúc ở sông Cầu Chống giữ quân Tây Sơn, Tống Phước Hợp sai cai cơ Nguyễn Văn Hiền, đem vài ngàn quân đi vận chuyển quân lương, Nguyễn Văn Thành đi theo. Khi về gần đến sông Cầu, thì gặp quân Tây Sơn chặn đánh úp, Nguyễn Văn Thành ra đằng sau trận, sai một nhóm người giơ đòn gánh có treo áo lên cao, reo hò giống trống tiến lên. Nhóm khác thì khua chiêng ầm ĩ, làm náo động một vùng, toán quân Tây Sơn ngỡ có cứu viện, nên náo loạn, đoàn quân hộ Tống Lương Thảo, thừa thế, cuộc ngược tình hình, đánh đuổi được toán quân Tây Sơn. Tống Phước Hợp khen Nguyễn Văn Thành còn ít tuổi mà khôn, thưởng 10 lạng bạc, một bộ áo sa, và cho giữ chức cai đội. Năm Bính Thân, 1776, quân Tây Sơn đánh chiếm thành Gia Định, chú Nguyễn thua chạy. Cai đội Nguyễn Văn Thành chiêu tập lại binh dũng được 800 người, nghe hiệu triệu Cần Vương, đi theo Đỗ Thành Nhân. Đỗ Thành Nhân cho làm bộ binh tiên phong, theo tổng binh Nguyễn Văn Hoàng đánh chiếm lại dinh biên trấn. Khi quân Tây Sơn bao vây biên trấn, Nguyễn Văn Thành cùng các chư tướng giáp đánh, Nguyễn Văn Thành chém chết chưởng cơ Liêm ngay trận. Đỗ Thành Nhân cho làm trung quân phó tướng, cùng tiến đánh quân Tây Sơn ở sông Tứ Kỳ. Năm Mậu Tuất, 1778, phó tướng Nguyễn Văn Thành theo tướng Nguyễn Văn Hoàng đóng đồn Phan Lý, Nguyễn Văn Hoàng chết, chú Nguyễn cho triệu Nguyễn Văn Thành về. Năm Canh Tý, 1780, quân Tây Sơn tấn công, Nguyễn Văn Thành, Đặng Triệu bị bắt, tướng Tây Sơn cho làm chưởng cơ, cùng đi theo quân do chưởng cơ Hùng, chưởng cơ Tuy chỉ huy, giữ đồn Bát Chiên. Nguyễn Văn Thành, Đặng Triệu, giết chết, chưởng cơ Hùng, chưởng cơ Tuy, dẫn quân bản bộ về với chú Nguyễn. Năm Quý Mão, 1783, quân Tây Sơn đánh chiếm thành Gia Định, chú Nguyễn rút về Mỹ Tho, lại gặp phục kích, quân chú Nguyễn thua trận, chú Nguyễn ánh lánh nạn sang Xiêm La, Nguyễn Văn Thành cùng nhóm thuộc binh chạy nạn, có người bảo ông về ẩn quê nhà, để đợi thời cơ. Nguyễn Văn Thành nói, nghĩa cả vua tôi, sống chết vẫn theo đi, sự thành bại nhờ trời, đoán trước sao được, nhân bị quở mà đi, nhân lúc thua mà trốn, là phản phúc, tiền nhân ta, xưa nay không làm thế. Năm Giáp Thìn, 1784, chú Nguyễn Ánh từ Xiêm La trở về, Nguyễn Văn Thành nghe tin, liền dẫn quân bản bộ đến yết kiến ở Hành Tại. Chú Nguyễn sai Nguyễn Văn Thành đi Bát Chiên, Quan Hóa, thu nạp lại dư đảng Đông Sơn là toán quân của Đặng Triệu. Đặng Triệu quay về được phục chức Tổng Nhung. Năm Ất Tỵ, 1785, Nguyễn Văn Thành theo chú Nguyễn Ánh đi Phủ Vọng Các, nước Xiêm La, gặp lúc Xiêm La bị quân Miến Điện đến đánh phá, Nguyễn Văn Thành theo Lê Văn Quân đem quân bản bộ giúp quân Xiêm La đánh đuổi quân Miến Điện ở Sài Nặc. Năm Bính Ngọ, 1786, vua Xiêm La muốn giúp quân để thu phục lại Gia Định, chú Nguyễn Ánh, triệu chư tướng hội bàn. Nguyễn Văn Thành tâu rằng, vua Thiếu Khang chỉ một lữ còn dựng được cơ đồ nhà Hạ, ta nuôi sức mạnh mà thừa chỗ sơ hở thì việc có thể làm được. Lính Xiêm tàn ngược không nên nhờ họ giúp, nếu nhờ binh lực họ mà thành công lại có sự lo về sau. Chi bằng hãy yên tĩnh để đợi. Chú Nguyễn cho là phải, nên thôi. Năm Đinh Mùi, 1787,
quân của Hà Hỷ Văn đang đóng ở đảo Côn Lôn muốn quy phục, chú Nguyễn sai Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thái Nguyên đi đón. Đến lúc trở về, thuyền bị gió lớn thổi dạt đi chỗ khác, không đến nơi hành tại được. Thuyền của Hà Hỷ Văn bị thất lạc, thuyền của Nguyễn Văn Thành bị gió thổi mạnh, làm cột buồm gãy nát, trôi dạt vô phố bựng. Quân tùy tùng lên thôn quê, mượn thuyền cá, nhờ lương, tiếp tục vượt biển về Long Xuyên. Thuyền của Nguyễn Văn Thành đi dọc theo bờ biển đến Mỹ Thành, thời may, gặp lại thuyền của Hà Hỷ Văn. Lúc này, gió lặng, sóng yên, lại hay tin chú Nguyễn từ Xiêm La về đến hòn Cổ Cốt. Nguyễn Văn Thành dẫn Hà Hỷ Văn vào yết kiến. Năm Đinh Mùi, mùa thu, 1787. Chú Nguyễn sai Nguyễn Văn Thành đem hơn 1.000 quân, phối hợp với quân Xiêm La, làm tiên phong, tiến đánh quân Tây Sơn. Quân Tây Sơn thế mạnh, phản công, quân chú Nguyễn thua trận, chú Nguyễn bỏ thuyền đi lên bộ, Lê Văn Duyệt cùng 12 người đi bộ theo vua, từ Đông Vân đến Thị Giang. Nguyễn Văn Thành, Tôn Thất Huy, Tôn Thất Hội, đốc dẫn tàn quân chưa đến 60 người hội tụ với chú Nguyễn ở Thị Giang. Quân chú Nguyễn đang đóng ở Ba Lầy, Nguyễn Văn Thành, yết kiến, xin lệnh đi súc xẻ để tụ họp các binh nghĩa dũng đã thất lạc. Chú Nguyễn đồng ý. Quân Tây Sơn lại tiến đánh Ba Lầy, quân chú Nguyễn thế yếu, muốn bảo toàn lực lượng, nên rút đến Hậu Giang. Nguyễn Văn Thành tụ họp được một nhóm binh dũng thất lạc, đi thuyền muốn đến với chú Nguyễn, nhưng lúc này, quân chú Nguyễn đã rút về Hậu Giang. Quân Tây Sơn đóng ở Ba Lầy làm đường nghẽn không đi được. Nguyễn Văn Thành nghe tin của Nguyễn Văn Khiêm cho biết nhóm quân của Tôn Thất Huy, Lê Văn Quân đang đóng ở Cồn Tính, liền kéo quân đi theo đến Cồn Tính. Quân Tây Sơn bao vây Cồn Tính, Tôn Thất Huy hội bàn chư tướng muốn lui quân. Nguyễn Văn Thành nói: giặc từ xa đến, quân lương chắc không đủ lâu, nên mới bày thế vây ba mặt, để khuyết một mặt là nó muốn giữ mình ra đấy, không bằng án binh, giữ cách, đợi quân đến cứu viện, là thượng sách. Không bao lâu, quân thám thính cho biết, quân cứu viện quả nhiên đang đến. Tướng Tôn Thất Hội đem quân tới giải cứu, tướng Võ Tánh cùng lúc, đem quân đánh đằng sau lưng. Tướng Tây Sơn Phạm Văn Sâm, sai phó tướng Hưng, lưu một số quân tiếp tục bao vây quân của Tôn Thất Huy, rồi tự mình dẫn quân giáp đánh với quân của Võ Tánh. Lúc này, quân của Tôn Thất Huy thừa thế, phản công, quân Tây Sơn thua chạy, đồn Ba Lầy được giải vây. Quân chú Nguyễn tụ hội lại thành thế mạnh, chú Nguyễn tiến quân đánh chiếm đồn Hồi Hoa. Sai các tướng Tôn Thất Huy, Tôn Thất Hội, Nguyễn Văn Thành, chia quân đánh úp chiếm lại dinh Định Trấn. Định Trấn hay Trấn Định, sau đổi là Trấn Định Tường. Vua sai Tôn Thất Huy, Nguyễn Văn Thành giữ Định Trấn, rồi tiến quân đánh thành Gia Định. Năm Kỷ Dậu, 1789. Chú Nguyễn triệu Nguyễn Văn Thành về theo quân, thăng chức tiền quân chi, tổng nhung, cai cơ, quản tướng sĩ hai tuần đô doanh, sai giữ đồn Giác Ngư. Ông Thành sửa hào lũy, nuôi sĩ tốt, cứ lấy mùa thu, mùa đông đi tuần biển, mùa xuân, mùa hạ về đồn. Năm Tân Hợi, 1791. Tướng Lê Văn Quân bàn xin chú Nguyễn phát binh, lấy Bình Thuận. Chú Nguyễn nghe theo lời bàn của Lê Văn Quân, phong cho Lê Văn Quân làm điều bát, phong cho Võ Tánh làm chánh tiên phong, Nguyễn Văn Thành làm phó tiên phong. Lê Văn Quân sai Nguyễn Văn Thành đóng quân ở Chợ Mơ, Võ Tánh đóng quân ở Phan Lý, Lê Văn Quân đóng quân ở Phan Rang, chờ thời cơ đánh thành Diên Khánh. Không bao lâu, chú Nguyễn triệu Võ Tánh và Nguyễn Văn Thành về. Võ Tánh đem quân về trước. Lúc này, Lê Văn Quân bị quân Tây Sơn tấn công, Nguyễn Văn Thành đem quân đến giải vây. Lê Văn Quân rút được quân, lui về giữ Phan Lý. Nguyễn Văn Thành dẫn quân về Gia Định. Năm Nhâm Tý, 1792. Chú Nguyễn đem quân đi đánh Quy Nhơn, sai Nguyễn Văn Thành làm tiên phong, cùng các chư tướng tiến thẳng vô Thi Nại, đốt phá thuyền Tây Sơn, rồi rút quân về. Mùa thu, Nguyễn Văn Thành được thăng làm tiền phong doanh, quản lãnh đội thuyền lớn là Tây Dương Tề Ngôi, thao luyện và dự mưu tiến đánh quân Tây Sơn. Năm Quý Sửu, 1793.
Chú Nguyễn đem quân đi đánh Quy Nhơn, phong cho Nguyễn Văn Thành làm khâm sai, tiền quân Bình Tây, cùng với tiền quân Tôn Thất Hội, hữu quân Nguyễn Huỳnh Đức, tiến công đường bộ, còn chú Nguyễn, cùng chư tướng khác, dẫn binh tiến công đường thủy. Nguyễn Văn Thành, Tôn Thất Hội, dẫn bộ binh tiến đến Vân Sơn, đánh quân Tây Sơn ở Kỳ Sơn, lấy lại đồn Tân An, đồn Phúc Hậu, đồn Tam Tháp. Gặp lúc, thủy quân của chú Nguyễn đang ở Lam Kiều, Nguyễn Văn Thành, đến yết kiến, quân Tây Sơn, thừa cơ đánh úp, chiếm lại đồn Phúc Hậu. Nguyễn Văn Thành đem quân ra đánh cửa Đông Thành Quy Nhơn. Quân Tây Sơn do Thái úy Nguyễn Văn Hưng, hộ giá Nguyễn Văn Huấn, tư mã Ngô Văn Sở, từ Phú Xuân đến cứu viện. Nguyễn Văn Thành kéo quân đến Thạch Tân chặn đường tiếp viện. Quân Tây Sơn không tiến được, bèn đi đường Sa Lung, quanh ra đằng sau. Nguyễn Văn Thành lui quân chặn giữ lại Dương, quân Tây Sơn giáp chiến đến 5 trận, nhưng cũng không tiến được, nên rút về lại Phú Xuân. Chú Nguyễn cũng rút về Phú Yên dưỡng quân. Lại sai đắp thành Bình Khang, thành Diên Khánh, giao cho Nguyễn Văn Thành trấn giữ, rồi kéo quân về Gia Định. Mùa đông, triệu Nguyễn Văn Thành về Gia Định, sai Đông Cung đến trấn thủ thành Diên Khánh. Năm Giáp Dần 1794, quân Tây Sơn vây thành Diên Khánh, Nguyễn Văn Thành đem thuyền hộ lương đến giải vây, đánh đuổi được thuyền quân Tây Sơn. Chú Nguyễn tiến quân đến đóng ở Vịnh Xuân Đài, sai Nguyễn Văn Thành kiêm quản thượng đạo, các tướng Nguyễn Long, Tả Chi Vũ Văn Lượng, đem quân Tả Doanh cùng với quân của sáu vệ thần sách theo Đông Cung tiết chế, đến đánh chiếm lại đồn Hà Nha, bắt được 2.000 quân tù binh. Đông Cung dẫn quân đuổi theo, đánh chiếm lại đồn Chợ Mới Nha Trang. Nguyễn Văn Thành sai Cắt Đạt phòng vệ, lập các vệ quân ở La Đài, rồi rút quân về bản doanh. Mùa đông, tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu lại đem quân vây thành Diên Khánh. Chú Nguyễn nghe tin báo, phân phát 3.000 binh, sai Nguyễn Văn Thành đi giữ Bình Thuận. Nguyễn Huỳnh Đức xin đi, chú Nguyễn cho Nguyễn Huỳnh Đức làm điều bát, Nguyễn Văn Thành làm phó. Năm Ất Mẹo 1795, Nguyễn Văn Thành theo chú Nguyễn đi giải vây thành Diên Khánh, rồi rút quân về. Chú Nguyễn sai Nguyễn Văn Thành tuyển dụng lính ở các phủ là Bình Khang, Diên Khánh, Bình Thuận bổ vào các vệ hiệu. Năm Đinh Tỵ 1797, chú Nguyễn đem quân thuyền tiến đánh Quảng Nam, Nguyễn Văn Thành, Võ Tánh dẫn bộ binh tiến đến Phú Yên, đánh chiếm lại đồn Hội An. Quân Tây Sơn do Đô Đốc Lê Văn Hiếu, Tư Lệ Lê Trung, Từ La Thai dẫn quân đến bao vây đồn Hội An. Chú Nguyễn nghe tin, chỉ dụ cho Nguyễn Văn Thành rút quân về đóng ở Bình Khang, phòng thủ nơi yếu hại. Chú Nguyễn sai tiến quân đánh Phú Yên, Nguyễn Văn Thành chiếm lại được hai đồn La Thái và Hội An. Chú Nguyễn lại sai Nguyễn Văn Thành rút quân về, phong làm khâm sai, chưởng tiền phong doanh, chưởng cơ bình Tây tướng quân, Lưu Trấn thành Diên Khánh, lại sai Đáng Lý Đặng Trần Thường làm hiệp Lưu Trấn, tham biện chung vụ. Năm Mậu Ngọ 1798, giặc biển Tề Ngôi quấy rối, Nguyễn Văn Thành đặt kế bắt giết được. Mùa đông, triệu Nguyễn Văn Thành về làm khâm sai, chưởng tiền quân, chưởng cơ. Năm Kỷ Mùi 1799, chú Nguyễn đi đánh Quy Nhơn, Nguyễn Văn Thành tiến quân đánh chiếm đồn An Mỹ, thu phục được tướng Tây Sơn là tham đốc Phạm Văn Điềm, thu phục lại thành Phú Yên, quân binh tiến đóng đến Vân Sơn. Chú Nguyễn sai Võ Tánh, Nguyễn Văn Thành cùng hội quân tiến đánh Đông Cậy, quân Tây Sơn thua chạy, quân binh tiến thẳng đến Quy Nhơn. Võ Tánh đóng quân ở phía đông bắc thành Quy Nhơn, Nguyễn Văn Thành đóng quân ở đông nam thành Quy Nhơn. Quân Tây Sơn đánh phía đông nam, Nguyễn Văn Thành đem kỳ binh đánh chặn. Quân Tây Sơn đánh phía đông bắc, Võ Tánh đem quân đánh phá được. Nguyễn Văn Thành chuyển quân qua bao vây đồn Phúc Hậu, quân Tây Sơn bày trận ngăn giữ, Nguyễn Văn Thành chia binh giáp chiến, phá tan đồn Phúc Hậu, kéo quân sang sông Đào Lô, đánh chiếm lại đồn Cây Sung. Tây Sơn Thái Phó Lê Văn Ứng bỏ chạy, Tổng quản Lê Văn Thanh mở cửa thành đầu hàng. Tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu đem quân từ Phú Xuân đến ứng cứu, chú Nguyễn sai Nguyễn Huỳnh Đức
chặn giữ Thạch Chân, chẹn đường quân của Tây Sơn, Nguyễn Huỳnh Đức bị bệnh, Nguyễn Văn Thành đem quân thay đóng giữ chốt chặn. Chú Nguyễn sai tướng sĩ hai doanh hữu quân tiên phong theo Nguyễn Văn Thành điều bát. Nguyễn Văn Thành chiêu mộ thêm quân Thuận Hóa ra hàng, lập làm hai đội. Tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu dẫn quân giáp chiến 5 ngày 5 đêm, vẫn không qua được chốt. Chú Nguyễn nghe tin, điều thêm quân, quân đến Thạch Tân, Trần Quang Diệu thu quân rút về Quảng Ngãi. Mùa thu, chú Nguyễn giao Võ Tánh làm lưu trấn Bình Định, không lâu, quân Tây Sơn lại kéo đến vây thành Quy Nhơn. Tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu sai đô đốc Giảng, đô đốc Tuần đem quân vô Phú Yên, hợp quân cùng an trấn Phạm Văn Điềm, bày trận từ Phú Yên ra ngoài hơn 90 sở làm chốt chặn để trấn giữ. Đại quân Tây Sơn do Trần Quang Diệu chỉ huy bao vây thành Quy Nhơn. Quân bộ binh chú Nguyễn do Nguyễn Văn Thành làm điều bát từ Vịnh Xuân Đài tiến đến, đóng đồn ở Tích Úc. Nguyễn Văn Thành tự thân cùng các tướng giáp đánh quân Tây Sơn ở Xích Thổ Thanh Kỳ, Tây Sơn đô đốc Tuấn thua trận, chạy về giữ núi Ái Thạch. Nguyễn Văn Thành thừa thắng, tiến đánh lấy lại đồn Hội An. Sai một chi quân đến Cù Mông cắm cờ đốt đuốc, hư trương thanh thế, tự mình dẫn quân qua Đồng Nghệ, qua núi Ái Thạch, giáp chiến quân Tây Sơn. Quân Tây Sơn bị đánh đuổi đến núi Ngư Cốt, còn gọi là Xương Cá, thì tan trận, tàn quân lui về La Thai. Nguyễn Văn Thành chia quân hai đạo đi đường tắt lên tiếng đánh Úc Đồn, bắt sống Tây Sơn đô đốc Giảng, thu được vũ khí, súng ống và thớt voi chiến. Nguyễn Văn Thành dẫn quân từ La Thai ra Mổ Lĩnh, tiến đánh Hà Nha, đánh Hương Sơn, quân Tây Sơn lui giữ Lũy Ngang ở Trú Sơn. Nguyễn Văn Thành tiến quân đến đóng đồn Đồng Cậy, ra quân giáp trận đánh phá Lũy Ngang từ giờ Dần đến giờ Tỵ, vẫn chưa phá được, sĩ tốt hai bên đều bị thương và mỏi mệt. Nguyễn Văn Thành dẫn quân về lại đồn Đồng Cậy, sai đắp sửa đồn Lão Hương, đồn Hà Nha, làm thế chống giữ. Nguyễn Văn Thành sai đào hố bên cạnh lũy, ngầm đặt thuốc súng làm kế địa lôi, vào ban đêm, khi trời sáng dẫn quân đối trận, phóng hỏa đốt lũy, tiếng nổ vang như sấm, nhưng Lũy Ngang chỉ sạt lở vài trượng, quân Tây Sơn liều chết cố giữ, Lũy Ngang vẫn chưa phá được. Nguyễn Văn Thành sai người bản địa làm hướng đạo, tìm được đường Tây Nam đi phía sau Lũy Ngang, liền vẽ địa hình, dân chú Nguyễn, xin thêm quân đánh Úc Bọc Hậu. Chú Nguyễn xem biểu, lập tức sai Tống Viết Phước, Lê Văn Duyệt, đem lính bản bộ, kim lĩnh tướng sĩ, tiền quân, hữu quân, tiến đến Đồng Cậy. Nguyễn Văn Thành lưu Lê Văn Duyệt cùng Lê Chất đóng giữ Đồng Cậy, tự dẫn quân qua núi Bột Khê, đi hơn 200 dặm dưới mưa đến đằng sau lưng trại Tây Sơn, đêm xuống, phóng hỏa đốt trại, mặt trước, Lê Văn Duyệt thừa thắng giúp đánh, Lũy Ngang bị phá, đồn chú Sơn thu phục. Quân Tây Sơn lui về đắp lũy chống giữ ở Bãi Kỳ. Nguyễn Văn Thành chia quân làm ba đạo: Tống Viết Phước, Nguyễn Long, quản quân tả đạo, Lê Văn Duyệt, Phan Văn Tru, quản quân hữu đạo. Nguyễn Văn Thành, Trần Đức Xuyên dẫn trung quân tiến đánh. Tây Sơn đô đốc Cửu đầu hàng, đô đốc Hoang bị giết tại trận. Quân tiến đến Trường Giả, Nguyễn Văn Thành, Tống Viết Phúc giáp chiến thu phục lại bốn đồn ở núi An Tượng, các đồn ở Sinh Đàm, Sơn Trà cũng đều thu phục lại. Từ núi Lư Thạch đến Hoa An, Hoa Lộc, quân Tây Sơn hay tin đều bỏ trốn. Nguyễn Văn Thành tiến quân đến lấy lại Vân Sơn. Năm Tân Dậu 1801, chú Nguyễn sai các đạo quân bộ phải được liên thông nhau, sai Nguyễn Văn Thành làm thống quản bộ binh các đạo đánh quân Tây Sơn. Lại sai Nguyễn Văn Thành chia quân, ban đêm đánh Úc quân Tây Sơn, quân Tây Sơn đem quân chống giữ, đêm 16 tháng Giêng, chú Nguyễn sai thủy quân đốt phá thuyền quân Tây Sơn ở Thi Nại, tướng Tây Sơn Võ Văn Dũng lên bộ rút chạy, Nguyễn Văn Thành chia quân đánh các đồn ở Vân Sơn, Phú Trung. Tây Sơn đô đốc Hạch bị bắt, thu giữ hai thớt voi, súng ống, vũ khí. Chú Nguyễn cho quân ngũ dực gia định mới tuyển chọn đến Vân Sơn, bổ sung đi theo Nguyễn Văn Thành điều bát. Tướng Tây Sơn Võ Văn Dũng trấn giữ đồn Ngư Kiều, đắp các lũy từ Diệp Cương đến Mộc Khê, bày bố trận từ cầu Lão Ngô đến phía đông cầu Hoa. Nguyễn Văn Thành chia quân ba đạo,
cùng thủy binh ngự đạo giáp đánh, phá tan được quân Tây Sơn. Chúa Nguyễn thấy thành Quy Nhơn đã lâu, chưa được giải vây, liền sai điều bác Nguyễn Văn Thành dẫn bộ binh đánh quân Tây Sơn, còn tự mình dẫn thủy binh tiến ra đánh Phú Xuân. Chúa Nguyễn sai Lê Văn Duyệt, Tống Viết Phước cùng hội quân với Nguyễn Văn Thành, giải cứu thành Bình Định. Khi ấy, trong thành Hết Lương, Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Tuẫn Tiết, quân Tây Sơn chiếm được thành, liền hợp quân tiến đánh Vân Sơn. Nguyễn Văn Thành sai Hoàng Viết Toản, đốc quân vo giáp trận, quân Tây Sơn thua rút lui về trấn giữ Phú Yên, thừa cơ không phòng bị, Nguyễn Văn Thành dẫn quân tinh nhuệ đánh úp các đồn từ Úc Sơn đến Doanh Giang, cộng hơn 20 sở đều thu phục lại. Quan quân cũ là Phạm Văn Lý, Nguyễn Văn Hiếu trước bị quân Tây Sơn bắt, đều quay về theo quân Nguyễn Văn Thành. Nguyễn Văn Thành sai Hoàng Viết Toản giáp đánh tàn quân Tây Sơn, thủy binh của Tống Phước Lương, Nguyễn Văn Tính phối hợp hai mặt, trận Bến Gạo toàn thắng, tướng Tây Sơn Phạm Văn Điềm chạy trốn. Phú Yên hoàn toàn được thu phục. Mùa thu, chúa Nguyễn Ánh sai sứ đem sắc ấn đến trong quân, trao cho Nguyễn Văn Thành, làm khâm sai chưởng tiền quân, Bình Tây đại tướng, phong tước quận công. Tháng 8, quân Tây Sơn đánh đồn Sơn Trà, đánh úp các đồn Hoa An, Hoa Lộc, tiến sang sông Ranh đánh các đồn ở Độc Sơn. Nguyễn Văn Thành điều các chư tướng đi giáp chiến, sai Nguyễn Đúc Xuyên đem quân ra phía sau đồn Lò Dây, rồi tự dẫn quân đi phá lũy Lão Phú, đánh thẳng đến sông Lò Dây. Quân của Nguyễn Đức Xuyên từ sau đánh úp, lấy lại hơn 10 đồn, tướng Tây Sơn Tư Lệ Miên một mình chạy thoát. Nguyễn Văn Thành sai phó tướng Trương Tấn Bửu đi đánh quân Tây Sơn do Đô Đốc Hòa chỉ huy, tự mình dẫn quân tiến đánh Tháp Cải, sai quân các đạo trấn giữ các tiền đồn. Từ Thế Sơn đến Phú Trung hơn 20 đồn đều thu phục lại. Tây Sơn Đô Diệm xin đầu hàng. Tháng 12 thuyền lương ở Gia Định bị gió lớn thổi dạt chưa đến, đại quân của Nguyễn Văn Thành bị thiếu lương ăn. Chúa Nguyễn Ánh sai hai tàu Bằng Phi, Phượng Phi chở lương ăn 8.900 phương gạo đến tiếp, chưởng tả quân Lê Văn Duyệt cũng cho chở lương 15.000 phương gạo đến tiếp. Một phương gạo hay một vuông gạo, tương đương một giả gạo, tức 40 lít gạo ngày nay. Quân Tây Sơn do Nguyễn Quang Toản chỉ huy, đem quân Bắc Thành vô đánh, chúa Nguyễn Ánh thân chinh ra giáp chiến. Chỉ dụ cho Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt rằng: quân Quan Toản là quân phẫn uất mà đi, ta đánh một trận có thể thắng được, duy có tướng Tây Sơn là Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng vẫn còn giữ Bình Định, không nên để cho nó lan tràn. Phải chia hai đường giáp đánh, quân thứ Vân Sơn cho Nguyễn Văn Thành điều độ, quân thứ Thanh Hảo giao cho Lê Văn Duyệt điều độ. Các ngươi nên cùng ra sức, xếp đặt đánh giữ cho đúng cách, để ta khỏi lo về trong Nam. Năm Nhâm Tuất 1802, vua Tây Sơn Quan Toản thua, chạy về Bắc Thành, chúa Nguyễn sai Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt tiến đánh Bình Định, quân Tây Sơn đều bỏ chạy. Nguyễn Văn Thành, Trần Đức Xuyên, đốc quân đuổi theo đến chân núi Ký Sơn, đánh lấy lại được 7 đồn. Tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu đem quân voi từ phía sau núi bất ngờ giáp đánh, tiền quân phó tướng Nguyễn Văn Huệ chết trận. Nguyễn Văn Thành đem quân theo đường núi đến giáp trận, đẩy lui được quân Tây Sơn. Tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu đem đại quân binh chặn đường hiểm, Nguyễn Văn Thành quay voi trở lại tiến sát, quân Tây Sơn lập tức rút lui. Tháng 2, tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng thiếu lương, ngầm sai quân đi qua núi Nha Sâm, cướp phá ở Phú Yên. Nguyễn Văn Thành dò biết, liền cho kỵ binh ẩn theo đến đánh, quân Tây Sơn bỏ chạy. Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt hội quân đánh Bình Định, Nguyễn Văn Thành tự đốc tướng sĩ giáp trận 7 ngày 7 đêm liền, thu phục lại hơn 20 đồn. Dẫn quân tiến qua sông Giang đánh tan quân Tây Sơn ở Kỳ Sơn, dẫn quân tiến đến Vườn Cau, còn gọi là Lan Viên, đánh dẹp được quân Tây Sơn, Nguyễn Văn Thành sai quân đắp lũy, cắt đứt thế liên thông giữa đồn Kỳ Sơn với đồn Ức Phụ. Tướng Tây Sơn Vũ Văn Dũng đem đại quân tiến công, Nguyễn Văn Thành chia quân giáp đánh, Tây Sơn Đô Đốc Khoáng, Đô Đốc Thìn đều chết trước trận, Đô Đốc Thị dẫn tàn quân ra hàng. Nguyễn Văn Thành cho đắp thêm lũy dài ở Vườn Cao cắt đứt đường vận lương. Tháng 3, tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng,
hết lương, bỏ thành trốn đi. Nguyễn Văn Thành nghe tin báo, liền dẫn chư tướng đuổi theo. Thành Quy Nhơn thu phục lại, từ đó, quân Tây Sơn tan rã, nhà Tây Sơn chấm dứt. Chúa Nguyễn hạ chiếu cho chư tướng rút quân về. Sai Nguyễn Văn Thành là Lưu Trấn giữ Bình Định, vỗ về Yên Dân. Mùa hạ, tháng 5, đổi niên hiệu là Gia Long, thứ nhất. Vua Gia Long đem đại quân ra đánh Bắc Thành. Tháng 7, hạ được Bắc Thành, vua Gia Long cho Nguyễn Huỳnh Đức làm Lưu Trấn Bình Định, triệu Nguyễn Văn Thành đến hành tại. Tháng 9, trước khi hồi loan, vua Gia Long giao cho Nguyễn Văn Thành làm Tổng Trấn Bắc Thành, ban sắc ấn trong ngoài 11 trấn phía Bắc, đều thuộc Bắc Thành thống quản. Các việc như truất nhắc quan lại, xử quyết án, đều được tiện nghi làm việc. Đến lúc xe vua ra đi, lại triệu Thành đến chỉ dụ rằng việc Bắc Thành đều giao cho ngươi cả. Nguyễn Văn Thành lại nhận mệnh,